Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thí Đồng Hồ. Thì ở video trước mình đã review chi tiết cho anh em về cái chiếc HUES 3 này rồi. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh em cách sử dụng chi tiết nhất của cái chiếc đồng hồ này nha. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ khởi động lên cái chiếc đồng hồ này bằng cái núm xoay này nha. Thì ở trên chiếc đồng hồ này nó sẽ bao gồm hai cái nút phím cứng để điều chỉnh, là núm xoay này và cái phím phía dưới. Thì phím dưới sẽ vào ứng dụng nhanh nha các bạn. Đó. Rồi, thì bên sau của cái chiếc đồng hồ này á, là mình có thể tháo dây ra một cách khá là dễ dàng. Đây, các bạn có thể thấy là nó sẽ có cái khóa chốt nè. Đó, các bạn tháo ra. Và thay dây thì size dây như mình nói là 22mm nha các bạn. Đó, và lắp được lại. Rồi, và đằng sau nó thì mình cũng có kèm theo cái bộ sạc này, đầu sạc 500. Các bạn chỉ cần hít vào là được. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chờ cái chiếc đồng hồ này khởi động lên. Thì ở đây nó sẽ sử dụng hệ điều hành là Harmony OS nha các bạn. Rồi, sau khi khởi động lên rồi á, thì trên cái chiếc điện thoại nè, đó, các bạn cũng sẽ tải giúp mình một ứng dụng, đó là ứng dụng Huawei Health. Ở cả hai nền tảng Android cũng như App Store đều có nha các bạn. Đó, các bạn sẽ vào trong phần App Store, tải ứng dụng là Huawei Health, ứng dụng sức khỏe ở đây nè. Đó, rồi, và còn nếu mà bạn nào đang sử dụng nền tảng Android nha, đây, mình cũng có luôn cái chiếc điện thoại Android đây. Đó, thì nếu mà nào xài nền tảng Android nha các bạn, thì các bạn vui lòng giúp mình, đó là mình sẽ tải một cái ứng dụng, đó là ứng dụng App Gallery. Đó, và các bạn nào mà không có tìm ra được app này á, thì mình cũng để đường link phía dưới, các bạn có thể bấm vào đó để tải về. Rồi, thì trong phần App Gallery này á, mình sẽ tải về xong rồi mình sẽ tìm cái ứng dụng, đó là ứng dụng sức khỏe, là ứng dụng Huawei Health luôn các bạn. Thì các bạn sẽ tải cái ứng dụng Huawei Health này về. Thì lúc này đây mình mới sử dụng được cái ứng dụng này nó tốt hơn nha. Nếu mà các bạn tải trên ứng dụng CH Play á, thì cái phiên bản đó là phiên bản cũ, nên nhiều khi là những cái ứng dụng nó chưa sử dụng được tốt ở trên đó. Rồi, các bạn lưu ý giúp mình nha. Và sau khi mình tải ứng dụng sức khỏe về xong nha các bạn, thì các bạn sẽ đăng nhập cái tài khoản vào trong đây. Thì nếu mà nào chưa có thì có thể bấm bằng đăng ký để mình có thể là đăng ký cái tài khoản Huawei này nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập cái tài khoản của mình vào đây nha. Rồi, sau khi nó nhập vào rồi thì nó sẽ cho mình là lựa chọn cái giới tính, là cân nặng, chiều cao cũng như ngày tháng năm sinh trên đây. Rồi mình sẽ chọn kế tiếp. Thì như vậy là mình đã vào trong giao diện của cái ứng dụng sức khỏe rồi. Thì ở trên cái chiếc đồng hồ á, đây thì các bạn sẽ chọn ngôn ngữ nha. Đó, rồi chọn ngôn ngữ tiếng Việt. Lúc này nó sẽ báo cho mình là sử dụng mã QR. Rồi, thì ở trên cái chiếc điện thoại á, các bạn sẽ bấm vô cái phần sức khỏe nè, chọn vào cái dấu 4 chấm ở trên góc này. Mình sẽ chọn quét hoặc là mình sẽ chọn thêm, đều được hết đấy nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn thêm đi. Rồi, thì lúc này đây mình sẽ chọn cái đồng hồ của mình. Đây là đồng hồ Huawei Watch nè. Rồi, chọn là Huawei Watch Harmony nè. Rồi, lúc này mình sẽ bấm vô cái thiết bị của mình là Huawei Watch 3. Rồi, thì nó sẽ báo đối với nền tảng iOS, nó sẽ báo cho mình đó là mình sẽ vào trong phần Bluetooth và sẽ kết nối cái chiếc đồng hồ này. Đó, và trong phần Bluetooth nè, đó nó sẽ hiện ra cho mình luôn nha. Mình sẽ bấm vào cái Huawei Watch 3 này. Rồi, và ở trên cái chiếc đồng hồ, các bạn cũng sẽ phải bấm vào cái chấp nhận giúp mình nha. Đây, yêu cầu kết nối nè, bấm vào chấp nhận. Rồi, lúc này đây mình mới chọn vào phần tiếp được. Rồi, sau khi đã chấp nhận xong rồi, lúc này đây mình mới qua trong cái phần sức khỏe Huawei Health á. Rồi, mình sẽ ghép nối lại tiếp theo. Nó hơi phức tạp một chút so với phiên bản Android nha các bạn. Đó, bởi vì khi mà mình kết nối cái chiếc đồng hồ Huawei này với lại cái chiếc iPhone á, thì mình có thể nghe gọi trực tiếp bên các ứng dụng bên thứ ba, hoặc là nghe gọi trực tiếp trên cái đồng hồ này luôn. Rồi, mình sẽ chọn tôi đã lập đồng ý. Rồi, kế tiếp. Rồi, đồng ý hết với mình luôn nha. Rồi, như vậy là mình đã kết nối xong với lại cái chiếc đồng hồ. Rồi, còn đối với nền tảng Android á, thì các bạn cũng sẽ vào trong đây để chọn ngôn ngữ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn ngữ tiếng Việt nha. Rồi, xong rồi mình cũng sẽ bấm vào cái dấu 4 chấm này. Đó, mình sẽ chọn, hồi nãy mình đã chọn thêm ở trên nền tảng iOS rồi. Thì bây giờ mình sẽ chọn quét nha. Đó, lúc này mình sẽ bấm vô phần sử dụng mã QR nè.
nó sẽ hiện cái mã QR trên đây. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái điện thoại của mình lên. Rồi, như vậy là mình đã quét xong, bấm OK, đã kết nối. Đợi, cho phép, rồi kết nối. Rồi, như vậy là mình đã kết nối xong cả nền tảng Android và iOS. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong cái chiếc đồng hồ luôn nha các bạn. Thì ở trong cái nền tảng này á, đó, thì nó sẽ bao gồm cho mình đó là trên cái chiếc điện thoại nha, sẽ gồm cho mình đó là tính năng là sức khỏe nè, tập luyện nè, khám phá thiết bị phần tôi. Đó, thì trong phần sức khỏe này nó sẽ hiển thị cho mình hết tất cả những dữ liệu sức khỏe, ví dụ như hồ sơ luyện tập nè, rồi nhịp tim của mình nè, đó, rồi giấc ngủ nè, nó sẽ kiểm tra giấc ngủ của mình xem là sâu hay không. Đó, và mình có thể theo dõi cái giấc ngủ của mình cực kỳ cụ thể ở trong phần này luôn nha các bạn. Rồi, ngoài ra thì mình còn có những cái chế độ khác, ví dụ như là căng thẳng nè, rồi SpO2, lượng oxy trong máu, và đặc biệt hơn đó là mình có thể kiểm tra nhiệt độ trên da. Đó, mình sẽ kiểm tra nhiệt độ trên da của mình khi mà trên cái chiếc đồng hồ nè. Đó, các bạn sẽ vào trong phần biểu tượng hình nhiệt độ nè. Đó, các bạn sẽ đeo vào trên tay của mình. Thì lúc này nó sẽ kiểm tra cho mình luôn là cái nhiệt độ trên da tay của mình lúc này như thế nào. Và đặc biệt như trong mùa Covid như thế này thì mình thấy là cái tính năng này rất cần thiết, bởi vì nhiều khi là mình bị sốt như thế nào đó thì nó sẽ hiển thị cái nhiệt độ trên đây để mình biết cái sức khỏe của mình như thế nào. Đó, và nó sẽ hiển thị lên đây cho các bạn. Và thông thường thì mình sẽ đeo 10 phút thì nó sẽ đo nó chính xác và nó tốt hơn ở trên đây. Tiếp theo đó là về cái chế độ tập luyện. Đó, thì đây nó cũng sẽ hiển thị cho mình những cái chế độ, ví dụ như chạy ngoài trời nè, chạy trong nhà nè, đi bộ, đạp xe vân vân. Rồi, kế tiếp là phần khám phá. Rồi, ở đây chỉ là những cái mẹo để mình có thể sử dụng nó tốt hơn thôi. Rồi, phần thiết bị thì đây là cái phần mà mình sẽ vào để mình thiết lập trên cái chiếc đồng hồ của mình. Đó. Rồi, cuối cùng là phần tôi. Thì trong phần tôi này nó sẽ hiển thị cho mình là những cái mục đích, mục tiêu hoặc là những cái cài đặt cơ bản mà cái hồ sơ của mình. Đó, vân vân. Ở trong đây thôi. Và cái chính là cái phần thiết bị nè. Đó, mình sẽ vào trong đây. Thì khi mà mình đã vào trong cái chiếc đồng hồ của mình rồi á, đây nó sẽ hiển thị cho mình là phần chấm pin nè. Đó, và ghi là đã kết nối. Ngoài ra thì nó sẽ có cho mình luôn là số bước đi nè, số lượng calo cũng như quãng đường, nó sẽ hiển thị hết trên đây. Rồi, mặt đồng hồ cũng như vậy luôn. Thì đối với nền tảng Android hay iOS gì á thì cũng đều có thể là sử dụng cái mặt đồng hồ này hết nha các bạn. Đó, có nghĩa là nó sẽ sử dụng mặt động cũng được nè. Đây, mình sẽ cài mặt động cho các bạn xem. Bên đây mình có thể mình sử dụng mặt động cũng được nè. Rồi mình có thể là thêm cái hình mà ở trong cái chiếc điện thoại của mình làm hình nền cho cái chiếc đồng hồ này vẫn được luôn. Là mình sẽ vào trong cái phần gallery này. Rồi, mình sẽ chọn dấu cộng, chọn bộ sưu tập, hoặc là mình chụp hình vẫn đều được luôn nha các bạn. Rồi, ví dụ nha. Rồi, bấm OK vô. Đó, bây giờ mình sẽ chọn phong cách. Rồi, chọn bố cục. Rồi, tiện ích. Đó, mình sẽ chọn hết ở trong đây. Sau đó mình sẽ bấm lưu lại. Rồi, như vậy là mình đã cài đặt xong. Thì đối với nền tảng iOS vẫn như vậy luôn. Đó, nền tảng iOS thì mình sẽ vào trong phần mặt đồng hồ, mình vẫn thêm được như vậy hết luôn nha các bạn. Đó, và phần của tôi nè, nó sẽ bao gồm cho mình là tầm khoảng 32 mặt đồng hồ mặc định của mình. Rất là nhiều ở trong đây. Cũng như là nếu bạn nào mà muốn mua cái mặt đồng hồ cho nó đẹp hơn, nó hay hơn á, thì cũng có thể vào trong phần đề xuất để mình có thể mình cài đặt và mình mua cái mặt đồng hồ nào đó mình thích ở trên đây. Đối với nền tảng iOS luôn và cả nền tảng Android luôn nha các bạn. Kế tiếp là phần theo dõi sức khỏe. Đây, thì trong phần theo dõi sức khỏe này á, nó sẽ cho mình đó là theo dõi cái giấc ngủ nè. Đó, mình sẽ bật lên, rồi nhắc nhở hoạt động nè. Ví dụ như mình ngồi quá lâu thì nó sẽ nhắc nhở mình đứng dậy. Rồi, ngoài ra thì có phần theo dõi nhịp tim nè. Thì cả nền tảng Android hay là iOS nó đều có thể cho mình thiết lập được cái nhịp tim cao cũng như nhịp tim thấp ở trong đây. Nó sẽ cảnh báo cho mình, ví dụ mình thiết lập nhịp tim cao của mình là bao nhiêu và nhịp tim thấp của mình là bao nhiêu, thì mình sẽ bấm vào đây để thiết lập hết nha các bạn. Ngoài ra thì sẽ còn có chế độ là kiểm tra cái độ căng thẳng nè, mình cũng có thể bật lên. Và ở đây nó sẽ hiển thị cho mình luôn là cái mức độ căng thẳng là từ bao nhiêu tới bao nhiêu. Tiếp theo là phần SpO2 cũng như vậy luôn. Thì đây nó sẽ hiển thị cho mình đó là cảnh báo SpO2 thấp. Đó, thì mình sẽ lựa chọn ở đây, ví dụ như là thấp bao nhiêu thì nó sẽ cảnh báo cho mình. Và cuối cùng đó là phần đo nhiệt độ da liên tục nè. Đó, mình sẽ bật lên để cho nó thể theo dõi cái nhiệt độ da trên cơ thể của mình là bao nhiêu. Rồi, tiếp theo nữa là phần ứng dụng.
Rồi thì đối với phần ứng dụng này thì mình sẽ có thể là mở trực tiếp cũng như cài đặt trực tiếp ở trên cái chiếc đồng hồ này luôn. Đó, mình sẽ bấm mở lên. Rồi mình sẽ vào cái ứng dụng là Huawei nè. Và bây giờ mình có thể là mình sẽ tải bất cứ ứng dụng nào ở trong đây về cái chiếc đồng hồ của mình luôn. Rất là nhiều ứng dụng nè các bạn. Các bạn chỉ cần bấm vào đó để cài đặt thôi. Mình ví dụ thôi nha. Rồi bấm vô cài đặt. Thì lúc này nó sẽ cài đặt cho cái chiếc đồng hồ của mình luôn. Rất là hay. Rồi ngoài ra thì còn có phần thông báo. Thì đối với phần thông báo này á, mình sẽ bật hết ở trong đây để khi mà có những tin nhắn tới thì mình có thể dễ dàng mình biết hơn. Ví dụ như thông báo Zalo nè, Messenger nè, Facebook nè, vân vân. Hoặc mình có thể tắt đi nếu mà mình thấy không cần thiết. Cái tiếp là phần quản lý eSIM. Thì như mình có chia sẻ là hiện tại tình trạng dịch bệnh khá là nhiều nên mình chưa có thiết lập cái chế độ eSIM này cho cái chiếc đồng hồ này được. Nên các bạn nào mà có quan tâm với cái tính năng này thì có thể comment cũng như chia sẻ ở bên dưới thì mình sẽ làm một cái video tổng hợp lại để mình chia sẻ cho các bạn nha. Rồi, khắc phục sự cố thì đối với bạn nào mà đang bị tình trạng nào đó thì các bạn hãy bấm vào đây dành cho cái thiết bị điện thoại nào các bạn nè. Rồi, trợ giúp thì các bạn nào mà đang gặp cái trường hợp trên cái chiếc đồng hồ này cũng có thể là liên hệ trên đây. Đó, những cái tính năng trên đó. Rồi, ngoài ra thì còn có là cài đặt thiết bị nè. Mình có thể là quản lý phát nhạc nè, rồi ngắt kết nối Bluetooth nè. Có nghĩa là khi mình bật chế độ này lên á thì mình đi xa khỏi cái chiếc điện thoại á thì nó sẽ báo lên cho các bạn là nó đã ngắt kết nối rồi. Cuối cùng là phần khôi phục cài đặt gốc. Thì đối với cái tính năng này thì mình sẽ reset lại cái chiếc đồng hồ của mình. Đó, mình sẽ reset lại hết luôn nha. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ thắc mắc là tại sao không có tính năng nhạc. Thì hiện tại á, đối với cái chiếc điện thoại Huawei nha. Đó, nếu mà chiếc điện thoại Huawei từ cái phiên bản EMUI 10 trở lên thì nó mới có tính năng nhạc và lúc đó mình mới thể chép nhạc vào trong cái chiếc đồng hồ này được. Còn trong trường hợp mà điện thoại iOS á, thì nó cũng vẫn không có nha các bạn. Và thậm chí là trên cái nền tảng iOS á, nó cũng sẽ không có luôn cái tính năng chuyển phát nhạc luôn. Có nghĩa là mình sẽ không có thể nào mà phát nhạc ở trên cái chiếc đồng hồ khi mà mình kết nối với nền tảng iOS được luôn nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý mình vấn đề này. Rồi đó, những tính năng ở bên cái chiếc điện thoại. Bây giờ mình sẽ qua bên cái chiếc Huawei Mate 3 này nha. Thì ở trên cái chiếc Huawei Mate 3 này sẽ bao gồm cho mình hai cái nút cứng. Thì cái nút tròn này, núm xoay để mình có thể là lên xuống ứng dụng cũng như là zoom ra zoom vào như vậy. Đó, zoom ra zoom vào như vậy. Và hiện tại thì tính năng này á thì mình có thể cài đặt ở bên trong. Rồi, thì phía dưới này là cái núm để mình vào ứng dụng nhanh, mình có thể cài đặt ở bên trong phần cài đặt luôn nha. Rồi, và ngoài ra thì mình còn có cái loa ngoài cũng như là loa mic ở đây để mình có thể là đàm thoại. Rồi, và khi mà mình vuốt từ trên xuống thì nó sẽ gồm cho mình là những cái ứng dụng để mình có thể lựa chọn nhanh. Ví dụ như là chế độ máy bay nè, ráo nước nè, rồi hoặc là mình có thể là để chế độ rung hoặc là âm thanh im lặng ở đây. Rồi ngoài ra còn có bật màn hình sáng liên tục nè, rồi tìm điện thoại không làm phiền, đèn pin, báo thức vân vân. Và đối với tính năng báo thức thì mình có thể thiết lập trực tiếp ở trên cái chiếc đồng hồ này luôn, rất là thuận tiện cho các bạn. Đó. Rồi và mình cũng có thể xem phần trăm pin cũng như thứ ngày tháng ở trên đây luôn nha các bạn. Ngoài ra vuốt từ dưới lên nó sẽ bao gồm cho mình đó là những thông báo, cuộc gọi, tin nhắn dưới đây nha các bạn. Rồi và vuốt từ trái sang phải thì nó sẽ hiển thị cho mình đó là cái thời tiết cũng như là cái chuyển phát nhạc ở đây. Đó, đối với dòng Android thì nó sẽ có phần này. Đó, mình có thể chuyển phát nhạc những bài hát ở trong cái chiếc điện thoại của mình. Còn đối với nền tảng iOS nha, như cái chiếc đồng hồ của mình nãy mới được kết nối với iPhone thì nó chỉ hiển thị cho mình là cái phần thời tiết thôi nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý giúp mình. Còn hiện tại thì đối với nền tảng Android thì nó sẽ có phần đó. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ vuốt từ phải sang trái, sẽ gồm cho mình là những cái widget. Ví dụ như đó là cái sức khỏe của mình nè, rồi nhịp tim nè, rồi SpO2 cũng như là đo cái nhiệt độ trên cơ thể của mình. Đó, và mình có thể tùy chỉnh mình xóa những widget đó đi hoặc là mình thêm nếu mà mình thấy cần. Đó, ở đây chỉ có 4 widget thôi. Đó, ví dụ các bạn muốn xem cái hoạt động, đây mình sẽ thêm lại nha. Rồi, chọn OK. Đó, hoạt động cơ thể nè. Đó, vài cái nào mình thấy cần thôi. Rồi, ngoài ra mình có thể nhấn giữ vào màn hình chính nè để có thể thay đổi mặt tùy ý thích của mình nha. Đó, rất là nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ vào bên trong cái ứng dụng. Thì đây, khi mà mình sử dụng cái giao diện lưới á, đây, giao diện lưới đây, thì mình thấy là nó hơi khó nhìn những cái tên của ứng dụng. Rồi, còn khi mà mình để dưới dạng danh sách á, thì mình thấy nè, nó sẽ dễ dàng mình xem từng cái ứng dụng của mình hơn. Đó, mình sẽ cài đặt ở trong phần cài đặt nè, sẽ vào trong phần là mặt đồng hồ và trình khởi chạy. Rồi, kéo xuống dưới
Rồi chọn trình khởi chạy, nó sẽ có hai dạng là dạng lưới và dạng sách cho các bạn luôn. Đó, các bạn có thể cài đặt trong đây. Rồi. Ngoài ra thì nó còn cho mình đó là chế độ tập luyện nè. Thì trong chế độ tập luyện này nó sẽ cho AG cho mình rất là nhiều bài tập khác nhau. Và kể cả cái tính năng 3 môn phối hợp cũng đều có trên cái chế độ này luôn. Rất là hay. Rồi, ngoài ra thì còn có những cái tính năng ví dụ như là xem cái thời gian phục hồi. Có nghĩa là khi các bạn luyện tập ngày hôm đó quá căng, đó thì nó sẽ hiển thị cái thời gian phục hồi là bao lâu để có thể hoạt động những cái bài tập khác tiếp theo. Rồi, ngoài ra còn có chạy ngoài trời nè. Thì đối với chiếc đồng hồ này nó sẽ hỗ trợ cho mình cái GPS độc lập luôn. Nên các bạn là thỏa thích các bạn tập luyện mà không cần phải mang theo cái chiếc điện thoại của mình kế bên. Đó. Rồi, thì khi bắt đầu xong thì nó sẽ hiển thị cho mình là số bước đi nè, có bao tiêu thụ nè, vân vân, rất là nhiều cái dữ liệu chữ số trên đây. Rồi, và mình có thể bấm cái nút xoay này để mình có thể khóa màn hình lại. Đó, hoặc là bắt đầu cũng như là dừng lại cái chế độ tập luyện của mình. Và mình sẽ xem cái dữ liệu ở trong phần sức khỏe này. Đó, mình sẽ xem ở phần hồ sơ tập luyện nè. Nó sẽ hiển thị hết những cái dữ liệu của mình trên đây. Đó, quãng đường đi nè. Rất là hay. Rồi. Ngoài ra thì sẽ còn có nhật ký tập luyện nè. Đó, ví dụ mình tập hôm nay như thế nào thì nó sẽ hiển thị trong đây. Và trong phần trạng thái tập luyện nè, nó sẽ hiển thị cho mình đó là cái phần trăm mệt mỏi nè và thời gian phục hồi trong đây luôn. Đó, cũng như là tải trọng tập luyện và cái VMAX trong đây. Rất là nhiều dữ liệu trong đây luôn nha các bạn. Rồi, ngoài ra thì còn có hồ sơ hoạt động, mình sẽ xem là ngày hôm đó mình hoạt động bao nhiêu, cũng như là đi lại bao nhiêu bước chân, nó sẽ hiển thị ở trong đây. Rồi, điện thoại thì dành cho các bạn nào mà sử dụng eSIM thì sẽ sử dụng tính năng này. Danh bạ như vậy luôn. Và nhạc, như mình có nói là đối với tính năng nhạc này thì mình có thể chép nhạc vào bên trong. Đối với cái chiếc điện thoại mà Huawei có hỗ trợ EMUI 10 trở lên mới sử dụng được cái tính năng này. Đó. Rồi, ngoài ra còn có nhịp tim nè, giấc ngủ, SpO2, độ oxy trong máu. Đó, mình sẽ bấm vào đây để đo. Và cái bài tập thở này thì nó sẽ phù hợp hơn cho các bạn nào mà đang làm việc quá căng thẳng á. Các bạn sẽ vào đây và sẽ chọn cái thời gian hít thở trong đây. Đó, sẽ làm cho mình tốt hơn khi mà mình hít thở một cách hiệu quả nhất. Rồi, phía dưới là phần thời tiết nè, rồi báo thức nè, đồng hồ giờ, đồng hồ hiện giờ, la bàn. Rồi ngoài ra còn có phần mũi biểu, thì đối với tính năng này nó sẽ phù hợp cho các bạn nào mà đang tập luyện ở khu vực trên cao, ví dụ như là trên núi nè, mình sẽ biết được áp suất không khí đó bao nhiêu để mình có thể là điều chế cái cơ thể của mình và hoạt động tập luyện nó tốt hơn. Rồi, và đối với độ cao thì nó sẽ phù hợp cho các bạn nào mà đang tập ở khu vực gần biển á. Đó, nó sẽ hiển thị cho mình là cái khoảng cách của mình tới khu vực nước biển là bao nhiêu để mình có thể là luyện tập một cách nó hiệu quả hơn nha các bạn. Rồi, ngoài ra thì còn có phần ghi chú. Đó, mình ghi chú ở đây thì mình có thể là mình sử dụng ghi chú bằng ghi âm. Đó, mình có thể ghi âm ở trên cái chiếc đồng hồ này luôn. Và khi mình ghi âm xong rồi mình có thể nghe lại luôn nha các bạn. Rồi. Rất là rõ luôn nha các bạn ơi. Và ngoài ra thì còn có app Gallery. Như mình có chia sẻ là mình có thể mình tải app trực tiếp ở trên đây luôn. Đó, và bộ nhớ trong của cái chiếc Huawei F3 này nó tới 16GB lận. Nên các bạn tải thoải mái luôn nha các bạn. Rồi nhiệt độ da nè. Đó, và ứng dụng mình mới vừa tải nè, vân vân. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong cài đặt nha. Thì bên trong cài đặt này nó sẽ bao gồm cho mình đó là đầu tiên là phần tài khoản. Đó, mình có thể đồng bộ tài khoản của từ Huawei qua đây. Rồi, kế tiếp là phần Wi-Fi. Thì đối với phần Wi-Fi á thì mình có thể là mình nhập cái mật khẩu Wi-Fi trực tiếp ở trên cái chiếc đồng hồ này luôn nha các bạn. Đó, nó sẽ hiển thị cho mình cái bàn phím nè. Mình có thể nhập trực tiếp trên đây luôn. Rất là hay. Rồi, ngoài ra thì còn có chế độ Bluetooth thì nó sẽ phù hợp cho bạn nào mà muốn nghe nhạc. Đó, thông qua tai nghe. Mình có thể sử dụng trên đây. Kết nối tai nghe Bluetooth. Rồi, mạng di động, NFC. Rồi, bây giờ tới mặt đồng hồ và trình khởi chạy. Thì đối với mặt đồng hồ và trình khởi chạy này thì mình có thể thay đổi mặt đồng hồ trong đây nè. Hoặc là ở bên ngoài như mình có chia sẻ là nhấn giữ vào màn hình chính. Rồi, luôn hiển thị nè. Rồi, kiểu AOD thì đối với cái kiểu AOD này nó sẽ là cái thiết lập khi mà cái màn hình của mình nó ở chế độ chờ. Đó, thì đối với tính năng này nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Rồi, trình khởi chạy như mình có chia sẻ là nó sẽ cho mình hai chế độ xem, đó là dạng lưới cũng như dạng danh sách. Rồi. Kế tiếp đó là phần ô tùy chỉnh. Như mình có nói là cái này là phần widget nè. Đó, mình có thể thêm hoặc bớt trong đây. Rồi, màn hình và độ sáng. Mình có thể điều chỉnh trong đây luôn, hoặc để chế độ tự động. Rồi, chế độ ngủ cũng như là thời gian sáng màn hình, mình có thể thiết lập hết trong đây luôn. Kế tiếp là phần thông báo. Thì ở đây là mình có thể là xem cái thông báo của cái ứng dụng mình vừa tải về nha các bạn. Đó, hoặc là ứng dụng hệ thống, mình sẽ xem hết trong đây. Rất là nhiều. Đó. Rồi, phía dưới là phần mã pin, thì có nghĩa là cái phần này là mình sẽ thiết lập cái màn hình khóa cho cái chiếc đồng hồ này. Rồi.
ứng dụng. Rồi ở đây thì nó sẽ cho phép mình xem những cái ứng dụng mà mình vừa cài đặt ở trên cái chiếc đồng hồ của mình. Đó. Và kế tiếp là phần pin. Thì đối với phần pin này nó sẽ hiển thị cho mình nè. Đó, còn lại là 1 ngày 4 giờ 43 phút. Đó, nó sẽ hết. Còn các bạn vuốt lên thì nó sẽ có cho mình thời gian đó là siêu tiết kiệm pin. Dành cho những bạn nào mà không có đem cái sạc theo á thì mình có thể sử dụng những cái tính này. Mình thấy rất là hay. Đó, siêu tiết kiệm pin hoặc là tiêu thụ pin. Rồi mình sẽ bấm vào đây để xem. Đó, phần cứng bao nhiêu rồi phần mềm bao nhiêu phần trăm nó sẽ hiển thị ở trên đây. Rồi chế độ tiết kiệm pin nè. Đó, mình có thể mình bấm vào đây để mình tắt những cái tính năng này đi để mình tiết kiệm pin hơn. Rồi. Ngoài ra còn phần quản lý và quyền riêng tư. Thì mình có thể thiết lập cái SOS khẩn cấp trong đây luôn nha các bạn, phát hiện té ngã nè. Đó. Rồi. Rồi, kế tiếp là phần tính năng trợ năng. Thì đối với tính năng trợ năng này, nó sẽ giúp cho các bạn, ví dụ như các bạn bấm vô phần cử chỉ đi. Đó, thì nó sẽ cho các bạn là nhấc tay lên để đánh thức màn hình nè. Ví dụ như chế độ nhấc tay lên để xem màn hình. Đó, thì bạn sẽ thiết lập ở trong đây. Rồi, kế tiếp là phần cử chỉ trả lời cuộc gọi, mình có thể bật lên luôn. Có nghĩa là các bạn, nó sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Đó, ví dụ như trong trường hợp các bạn đeo chiếc đồng hồ của mình á, mình muốn bắt cái cuộc gọi này, mình chỉ cần bóp vô thả ra. Đó, là mình có thể mình bắt cuộc gọi đó được rồi. Đó, mà mình sẽ bấm vào đây để liên tập luôn. Đó, mình thao tác y chang vậy thôi. Rồi. Bút ra. Rồi, ở dưới là phần trợ năng. Thì trong phần trợ năng này nó sẽ cho mình là cái chữ phóng to nè. Rồi nhấn lên để kết thúc cuộc gọi nè. Đó, vân vân. Rất là nhiều phần ở dưới đây để mình có thể lựa chọn. Rồi, kế tiếp là nút xuống như mình có chia sẻ lúc đầu. Thì cái nút xuống này là nút vào ứng dụng nhanh. Đó, ví dụ như mình muốn là bấm vào để chọn thức đi. Rồi, thì mình sẽ bấm nút xuống nè. Đó, thì mình sẽ vào nhanh cái báo thức luôn. Rất là nhanh cho các bạn, ví dụ như các bạn muốn lựa chọn nhanh mà không phải vô cài đặt, cũng như là vô tìm kiếm ứng dụng á, nó rất là phức tạp. Rồi, ngoài ra còn có cài đặt tập luyện nè. Rồi, ở đây thì nó sẽ có cho mình đó là phát hiện cái bài tập luyện tập của mình thôi. Đó, mình có thể bật tắt ở trong đây. Rồi, kế tiếp là phần hệ thống và cập nhật phần mềm. Mình có thể là bấm vào đây để cập nhật phần mềm cũng như là điều chỉnh ngày giờ 24 giờ hoặc 12 giờ thôi. Rồi, nhắc kết nối như khởi động lại, tắt nguồn, đặt lại ở trong đây. Rồi, cuối cùng là phần giới thiệu thì nó sẽ bao gồm cho mình đó là hệ điều hành. Đó, cũng như phiên bản nằm ở đây hết nha các bạn. Rồi. Và đó là tất cả những gì cài đặt ở trong cái chiếc đồng hồ. Và bây giờ cuối cùng đó là mình sẽ test những tính năng cuộc gọi như tin nhắn cho bạn xem trực tiếp ở trên cái chiếc Huawei P3 này luôn, trên cả hai nền tảng Android và iOS luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test tính năng cuộc gọi như tin nhắn trên nền tảng Android trên cái chiếc đồng hồ này nha. Khi cuộc gọi tới nè. Rồi. Thì mình có thể nghe gọi trực tiếp trên đây luôn. Đó, bên gọi cuộc gọi bình thường nha. Đó, tăng giảm âm lượng trên đây. Bàn phím tắt tiếng ở đây. Kế tiếp là cái tin nhắn. Đây. Đó, khi tin nhắn tới thì tin nhắn bình thường nha các bạn. Thì mình chỉ xem được thôi. Chứ mình cũng không có bấm vô trả lời đây được nha. Rồi bây giờ mình sẽ test cuộc gọi Zalo nha. Đó thì khi cuộc gọi Zalo tới thì nó sẽ không có hiển thị cái chữ Zalo ở đây, mà nó chỉ hiển thị lên cái tên người gọi đang gọi tới thôi. Nó cũng không có rung nha các bạn. Thì tại vì nó không có rung. Rồi kết thúc cuộc gọi. Rồi. Thì nó chỉ báo của mình cuộc gọi nhỡ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nhắn tin thử nha. Rồi, đây và tin nhắn Zalo đây. Thì ở đây thì tin nhắn Zalo này á, mình sẽ bấm vào đây để xem. Và nó chỉ cho phép mình xem thôi chứ không trả lời được. Và tin nhắn thì mình thấy nó cũng không có bị lỗi phông chữ và phông chữ của nó cũng rất là dễ đọc nha các bạn. Mình chỉ tiếc là nó không hiển thị cái tên ứng dụng để mình biết là ứng dụng gì thôi. Rồi cuối cùng mình sẽ test tính năng của Messenger ở trên cái nền tảng Android. Rồi khi vừa tới thì nó có rung lên trong một cái. Gặp máy. Rồi lúc này sẽ báo cho mình đó là các cuộc gọi nhỡ nè. Biểu tượng hình Messenger trên đây nè. Đó. Rồi giờ mình sẽ test tin nhắn nha. Thì đối với nhắn Messenger thì nó cũng không có hiển thị cho mình cái trả lời tin nhắn nhanh, mà nó chỉ cho phép mình là xem tin nhắn mà thôi, cũng như là cái biểu tượng Messenger ở đây rất là dễ cho mình xem. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên cái nền tảng iOS nha các bạn. Đó thì đối với nền tảng iOS khi gọi thường thì nó cũng có thể là nghe gọi trực tiếp luôn nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ tin nhắn đây, tin nhắn bình thường nha. Đó thì đối với nền tảng iOS thì nó cũng không cho phép trả lời trên đây thôi. Rồi kế tiếp là ứng dụng Zalo.
Thì đối với dụng Melo nè, đó các bạn thấy khi mình gọi nó sẽ hiển thị và rung lên luôn. Đó, mình có thể bấm nghe luôn nè. Đó, alo alo. Đó, rất là dễ dàng. Rồi, và tin nhắn. Rồi, tin nhắn nó sẽ báo. Thì đối với tin nhắn Zalo thì nó cũng hiển thị cho mình đó là cái biểu tượng dùng Zalo mà nó hiển thị cho mình cái biểu tượng tin nhắn tới thôi. Thì nội dung thì xem cũng khá là rõ và nó không có trả lời tin nhắn nhanh. Đó. Rồi, cuối cùng là ứng dụng Messenger luôn nha. Đó, đối với ứng dụng Messenger nè, mình có thể nghe gọi trực tiếp luôn. Đó. Rất là hay đối với cái nền tảng iOS. Rồi, tin nhắn. Đây. Thì tin nhắn thì nó sẽ hiển thị biểu tượng Messenger cũng như là người gửi. Và mình không có trả lời tin nhắn nhanh đối với ứng dụng này luôn. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của chiếc Huawei F3 này trên cả hai nền tảng Android cũng như iOS. Thì đối với nền tảng iOS mình thấy có một cái hay, đó là mình có thể nghe gọi trực tiếp ở trên cái chiếc đồng hồ này luôn qua bên ứng dụng thứ ba. Và có một cái hạn chế đó là về cái ứng dụng nhạc cũng như ứng dụng chụp ảnh từ xa thì không có sử dụng được ở trên cái chiếc đồng hồ này trên nền tảng iOS. Còn đối với nền tảng Android á thì nó sẽ không có chép nhạc vào trong cái chiếc đồng hồ này được, mà chỉ dành riêng cho cái chiếc điện thoại của Huawei dùng phiên bản EMUI 10 trở lên thì mới sử dụng được thôi nha. Đó, và cũng như là tính năng chụp ảnh từ xa cũng không có sử dụng được trên đây luôn. Đó, thì đó là một số hạn chế ở trên cái chiếc Huawei F3 này mà mình thấy. Rồi, thì các bạn thấy sao về sản phẩm này? Cũng như là có câu hỏi nào hay hay không? Có thể comment phía dưới mình luôn nha. Mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video hay, hữu ích, có thể nhấn nút like, subscribe kênh để xem nhiều video thú vị hơn trên kênh. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.